hai mọi người. Hôm nay Ngân sẽ làm món xôi xoài của Thái Lan á. Thì ở đây Ngân đã có cái nếp mà Ngân ngâm khoảng 5 tiếng thôi nè. Nếu mọi người có thời gian thì mình ngâm qua một đêm rồi mình nấu ha. Thì ở đây Ngân chỉ ngâm 5 tiếng thôi là mình có thể nấu được rồi mọi người. Và đây là một bịch bột nước cốt dừa, Ngân dùng dạng bột ha. Và ba trái xoài cát Hòa Lộc. Hơi sai sai một tí là Ngân không có tìm được xoài Thái chín á, cho nên là Ngân sẽ mua xoài cát Hòa Lộc mình thay thế luôn. Thì Ngân nghĩ là xoài nào cũng được rồi mọi người. Ăn ngon ngọt là ngon rồi. Một ít mè rang. Thì cái xôi hôm nay Ngân sẽ thử nấu bằng cái nồi cơm điện nhà Ngân xem nó như thế nào. Thì Ngân chỉ cho nước sấp cái mặt xôi tí xíu thôi, cho nhiều nó sẽ bị nhão nha mọi người. Bình thường thì Ngân nấu bằng sửng không à. Hôm nay Ngân muốn thử bằng cái nồi cơm điện coi sao. Tại vì cái nồi cơm điện của Ngân nó cũng có nhiều chức năng để nấu á. Có chế độ nấu nhanh nè. Rồi nấu cơm cháy cũng được, nấu cháo, làm bánh, hoặc là nấu mì, nấu súp. Rồi Ngân hy vọng Ngân thử qua cái nồi này nó sẽ ngon cái xôi hơn và nó sẽ nhanh hơn. Thì bây giờ Ngân sẽ nấu quyết khúc khoảng 25 phút. Cái bột cốt dừa thì Ngân sẽ chia ra làm hai. Một cái thì Ngân sẽ cho vào trong chén này là 100ml nước. Một cái đó 150ml. Thì cái bịch bột này á, mọi người cho cái bên 150ml á, nó sẽ nhiều cái bột hơn 100ml một tí xíu nha. Rồi bây giờ nó sẽ quậy cho cái này nó tan. Nhưng dùng cái này là nước ấm nha mọi người. Quậy cho đến khi bột tan hết thì mình sẽ nêm nếm vào hai cái chén này. Đây là một muỗng đường nè. Bên 150ml thì một muỗng rưỡi nha. Hai bên thì con sẽ cho mỗi bên một tí xíu muối. Rồi quậy cho tan đường và muối là ok nha mọi người. Thì xôi con nấu một hồi nó cũng đã khô ráo nước rồi nè mọi người. Đây. Thì Ngân sẽ cho cái chén 100ml nước cốt dừa lúc nãy đó, Ngân trộn vào cái xôi luôn đó. Bây giờ Ngân sẽ xới đều nó lên và sau đó mình sẽ nấu đến khi xôi chín là được. Cái mùi thơm quá mọi người ơi. Cái phần 150ml nước cốt dừa thì Ngân sẽ bắt lên bếp và nấu cho nó sôi. Sau đó cho một muỗng bột năng pha với hai muỗng nước vào đây cho cái nước nó được sình sệt lại. Đó, nó sôi li ti vậy là tắt bếp được rồi nha mọi người. Đây sôi bây giờ nó cũng đã gần chín rồi. Thì chắc khoảng 10 phút nữa là sôi sẽ chín. Nhìn hạt sôi rất là thơm luôn, không có bị nhão, không có bị khô luôn nè. Đây Ngân đã cho sôi và xoài ra dĩa rồi nè mọi người ơi. Ngân có cho một ít mè lên trên cái sôi á. Thì xoài mình cắt trang trí như thế nào cũng được, tùy theo cái sở thích của mình thôi. Ở bên này Ngân có cho thêm một cái chén mè rang lên nè. Và cái nước cốt dừa lúc nãy Ngân nấu á. Rồi vậy là xong cái món xôi xoài Thái Lan của chúng ta hôm nay rồi mọi người. Mời mọi người thưởng thức món xôi với Ngân nha. Hai mọi người, xong rồi nè. Ở đây là Ngân có một cái nước cốt dừa để riêng á, Ngân chưa có chén. Ngân sẽ cho cái nước cốt dừa lên cái xôi và cái xoài. Trời ơi cái mùi, công nhận cái mùi nước cốt dừa mà từ cái bịch nãy Ngân mua nó thơm cực kỳ luôn mọi người. Chỉ khi nào mà Ngân làm nước cốt chan giống vậy nè thì Ngân sẽ mua cái loại mà nước cốt dừa bịch. Còn khi nào mà Ngân dùng nước cốt dừa để Ngân nấu á thì Ngân mới dùng nước cái dừa mà người ta nạo ngoài chợ về á, xong rồi Ngân mới vắt lấy nước sau. Mà cái này rất là thơm. Đây, sắn một miếng xôi nha. Mời mọi người. Ngân
ăn thử một miếng xôi không trước á, trước khi con bỏ với xoài á. Phải nói luôn á, cái xôi mà chan cái nước cốt dừa vô nó thơm mà nó béo không thể diễn tả được. Nó thơm mà nó béo cực kỳ luôn mọi người. Bên cạnh đó thì cái xôi á rất là dẻo luôn. Thử xem cái nó khác như thế nào nha. Wow, thật sự một sự kết hợp rất là tuyệt vời mọi người. Xôi dẻo dẻo, bùi bùi, nước cốt dừa béo béo. Và cái xoài này á, nó có cái độ ngọt rất là thanh á. Kết hợp cực kỳ ngon luôn. Thật sự luôn á, đây là lần đầu tiên con ăn món xôi xoài của Thái Lan á mọi người. Lần đầu tiên ăn luôn. Thơm quá thơm. Cho thêm miếng cốt dừa nữa. Bỏ miếng nha. Xoài lên. Xuất sắc quá mọi người ơi. Ngôn khuyên mọi người á, ai chưa ăn thử món này hoặc là ăn rồi mà bị ghiền món này á thì làm đi mọi người. Làm dễ mà nhanh lắm luôn á. Mà ngon xuất sắc luôn. Cái nước cốt dừa nó béo. Cái nếp hôm nay Ngân dùng là nếp Thái luôn á mọi người. Chỉ có một cái là Ngân dùng sợi cát Hòa Lộc thôi chứ không phải dùng sợi Thái thôi. Thật sự Thái á, nó cũng gần với Việt Nam mình á, cho nên là đồ ăn của nó kiểu như Việt Nam mình ăn cũng được mọi người, không quá khó ăn. Giống như hôm bữa Ngân đi ăn cái bắp Thái nè, ăn lẩu Thái, đồ Thái, món nào Ngân ăn cũng được hết á. Hàn Quốc thì khỏi chơi rồi nha, tại Ngân cuồng Hàn Quốc, món nào Hàn Quốc Ngân ăn cũng được hết á. Chỉ riêng của Nhật Bản là Ngân ăn một số món Ngân ăn không được thôi mọi người. Nhưng mà thật sự cái xoài cát Hòa Lộc á, ăn chung á, rất là ngon mọi người. Tại vì mọi người biết cái xoài cát Hòa Lộc thì nó ngọt thanh rồi đúng không? Ăn chung là không có chê gì đâu được. À, đây là lần đầu tiên mà Ngân nấu xôi bằng cái nồi cơm điện của nhà Ngân luôn á. Hồi đó giờ Ngân nấu xôi là Ngân toàn hấp trong cái sửng không à. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ hơi lâu một tí xíu. Hôm nay Ngân thử nấu bằng cái nồi cơm nhà Ngân chỉ có 25 phút thôi mọi người. Là nó chín mà nó dẻo, nó thơm luôn nha, không hề bị khô nha. Cũng không có bị nhão mọi người, dẻo, dẻo chứ không có nhão. Lần đầu tiên ăn và cũng là lần đầu tiên làm luôn mọi người, ngon quá.
Ngân thì không phải là người, kênh của Ngân không phải là dạy nấu ăn chuyên nghiệp gì đâu nha mọi người. Chỉ là Ngân chia sẻ cái cách mà Ngân nấu ăn, cách Ngân làm đến với mọi người. Thì bạn nào thích thì cứ theo công thức của Ngân mà làm thôi. Chứ Ngân không phải là đầu bếp chuyên nghiệp. Không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên cũng không dám dạy ai đâu nha mọi người. Ngân hy vọng là mọi người sẽ thành công với cái món xôi xoài ngày hôm nay Ngân làm nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết clip của Ngân. Nếu mà mọi người yêu thích cái clip này cũng như yêu thích cái kênh của Ngân thì đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Ngân nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.